Vâng, kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn xin chào những khách hàng thân yêu. Ngày hôm nay kênh sẽ hỗ trợ anh Khánh cho căn nhà này ngay tại phường Thạnh Lộc, quận 12 với một mức giá cũng rất là hợp lý. Khách hãy coi hết video với em Huyền về mình tìm hiểu xem là nếu căn nhà này phù hợp với mình thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em và mình sẽ được làm trực tiếp cũng như là đến tận nơi làm việc với anh Khánh chủ nhà cho căn nhà này. Em sẽ hỗ trợ cho khách hàng và anh Khánh ha. Bây giờ thì trước tiên thì mình sẽ di chuyển cùng em Huyền ra phía trước là xem khu vực này đẹp như thế nào. Vâng, phải nói là khi anh Khánh có liên hệ với em thì em tới đây thì cái điều cảm nhận đầu tiên của em đó là một khu vực đồng bộ rất là đẹp. Và cái con đường của mình đây là con đường lên tới 10m, có cả khu vực vỉa hè. Một điều đặc biệt nữa là con em mình đi bộ đi học chỉ có 3 bước chân là đã tới trường học rồi nha. Đây chính là trường học Trần Cao Vân, ngôi trường cũng rất là nổi tiếng này. Mình nằm ở cái khu vực này là con đường thông, thông đi bên này cũng thông ra được rất là nhiều nơi. Đây chính là con đường thông. Và khu vực đây là những cái căn nhà mà mình được phân lô đồng bộ nên là được xây dựng đồng bộ giống nhau nên rất là đẹp khi mà mình ở trong khu vực này. Đây là con đây chính là trường học Trần Cao Vân này, mình di chuyển ra rất là gần. Và phía trước là con đường, cả nhà thấy không? Hai xe tải, hai xe hơi tránh nhau thoải mái luôn. Một vị trí phải nói là đắc địa, tìm đâu ra được những vị trí mà đẹp như thế này và mức giá thì lại vô cùng hợp lý. Khu vực của mình chính là khu vực trung tâm của phường Thạnh Lộc. Những khu vực ủy ban cũng như là khu hành chính nằm sát bên, bán kính 1 km, ngay sát bên nhà mình rồi. Từ nhà mình muốn mà di chuyển ra đường Hà Huy Giáp chỉ mất 1 km thôi. Mình sẽ di chuyển ra đường Nguyễn Oanh cũng như là đi thẳng về khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Đó, một con đường này cả nhà cứ nhìn thấy này. Đó, cảm nhận với em về con đường này thì quá là tuyệt vời rồi. Khi mà mình ở những cái khu vực này thì con em mình vui chơi ở những cái khu vực phía trước này thì cũng không lo xe cộ ha. Đường thì rất là rộng và những cái căn nhà. Hướng này là mình sẽ di chuyển ra đường Hà Huy Giáp này, khu vực hành chính cũng như là trung tâm siêu thị chợ thì khá là gần, sát bên mình rồi. Và em đang đứng đây chính là căn nhà ngày hôm nay em sẽ hỗ trợ cho anh Khánh và những khách hàng mình tìm những căn nhà với một mức giá vô cùng hợp lý. Ngang 4, chiều dài lên tới 20 và có kết cấu là một trệt với 3 tầng lầu, có hướng chính là hướng Đông Nam. Một hướng Đông Nam chính là hướng tài lộc nên là khách hàng tìm những cái hướng này thì hãy xem xét căn nhà này. Và đặc biệt một điều trong căn nhà của anh Khánh ngày hôm nay thì sử dụng chất liệu đá nhập khẩu của Tây Ban Nha rất là nhiều, với giá trị của đá lên tới hơn 2 tỷ. Nhưng mà có nghĩa là căn nhà này sẽ được tặng free cho mọi người khi mà mọi người sở hữu là đá là hơn 2 tỷ nhưng mà sẽ không tính vào bên trong, chỉ tính giá trị đất cũng như là căn nhà thôi ạ. Phía bên ngoài sẽ là khu dành cho xe hơi, mình di chuyển vào bên trong. Đá có thể thấy này mọi người, đúng là do anh Khánh này mình có làm bên công ty đá nên là chỗ nào cũng là đá nên mọi người sẽ được cái điểm cộng là ngay đá nhiều. Khi bước chân vào bên trong là cái điều mà em cảm nhận hiện tại bây giờ đó là một sự rất là mát. Tuy bên ngoài là nắng nhưng mà bước vào bên trong thì có hiệu ứng của đá, cái đá mà nhập khẩu á, do Khánh có làm đá bên trong nên là cực kỳ mát luôn. Đó, bây giờ cả nhà vào bên trong thì mình cảm nhận xem là độ hoành tráng cũng như là vẻ đẹp của căn nhà với hướng Đông Nam, ngang 4, chiều dài lên tới 20. Bên trong là khu vực phòng tiếp khách này, bên dưới mình cũng là các loại đá đều được nhập khẩu hết nhá. Đó. Các hệ thống đèn chiếu sáng do căn nhà này thì chủ nhà cũng tâm huyết làm để ở nên là xây dựng vô cùng kiên cố và chắc chắn. Khi mà khách sở hữu được căn nhà này thì khách đảm bảo yên tâm với em một điều là 100% là căn nhà này cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Phía bên đây mình cũng có là cái khu phong thủy của gia chủ này, một căn nhà vô cùng tài lộc, hướng Đông Nam chính là hướng tài lộc và mang rất là nhiều sinh khí cho mọi thành viên sinh sống trên căn nhà. Từ những cái bức tường này, đây này. Đó, nhà mình có thể thấy là từ những cái bức tường, những cái đường đá này cũng được ốp cao lên phía trên, đều là đá nhập khẩu hết nha.
cực kỳ mát luôn. Đúng là những cái ngôi nhà mà có hiệu ứng của đá nên là mát lắm luôn. Phía bên trong thì mình sẽ có khu vực kết nối những thành viên này, ấm cúng phía bên trong thì sẽ nấu ăn những bữa ăn dành cho gia đình mình. Các hệ tủ cũng được gia chủ làm hệ tủ chạy dài luôn, đều là chất liệu gỗ cao cấp. Bên dưới thì mình có những cái hộc này, và cái mặt đá này cũng là đá nhập khẩu và cũng dễ dàng lau chùi khi chị em mình nấu nướng trên không gian này ha. Phía sau thì mình sẽ có thêm cả khu vực giếng trời và kết hợp khu vực nhà vệ sinh. Đó, mình có thể thấy là bên trong cũng được ốp cao lên trên, đều là đá hết nha. Mọi người hãy đến một lần cũng như là hãy đến xem căn nhà này và gặp trực tiếp với anh Khánh để mình xem là cái căn nhà này chắc chắn thế nào và cũng như là độ tuyệt vời cho căn nhà. Thì ở sau sẽ là khu nhà vệ sinh kết hợp với lại giếng trời tạo sự thông thoáng cho toàn bộ của căn nhà. Với một mức giá mà gia chủ đang đưa ra chỉ có 5 tỷ 950 triệu vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Và gia chủ Quý cũng rất là vui tính và nhiệt tình, khi mà khách yêu thích mình sẽ đến tận nơi và làm việc trực tiếp với chủ nhà. Em cũng sẽ hỗ trợ, sẵn sàng hỗ trợ cho chủ nhà cũng như là những khách hàng về căn nhà này. Rồi bây giờ là tầng trệt mình cùng em đã khám phá xong rồi. Mình tiếp tục di chuyển lên trên để xem là bên trên thiết kế bố trí ra làm sao. Những các trụ cột đi lên trên đều được làm chất liệu gỗ đỏ chắc chắn này. Và hệ thống đi lên trên của mình cũng được gia chủ ốp, các loại đá đều được nhập khẩu hết. Tầng đầu tiên có sự bố trí và thiết kế là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh riêng biệt. Khu vực nhà vệ sinh, không gian phòng ngủ, cả nhà cũng có thể cảm nhận là đó, đá là được gia chủ mình ốp từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Hiệu ứng của đá cực kỳ mát luôn. Giếng trời để tạo cho thông thoáng cho các căn phòng bên trên tầng 1. Rất là chắc chắn nha. Một căn nhà phải nói là vô cùng xịn sò và bắt mắt luôn. Một bề dài lên tới 20m và có hướng tài lộc hướng đông nam. Mọi người ơi đừng bỏ lỡ cơ hội để mình sở hữu được căn nhà này và sẽ được hỗ trợ trực tiếp với chủ nhà. Thì bên trong này sẽ là khu vực mình ngủ này, để có set up thêm một vài họa tiết nữa thì mình sẽ bừng sáng hơn cho căn nhà. Phía trước là khu vực ban công và tổng thể khu vực xung quanh. Xung quanh nhà mình là những căn nhà cao tầng và được phân lô đồng bộ. Phía trước mình là cái khu đó sẽ là cái khu phân lô dành cho những cái căn biệt thự nha. Trường học thì sát bên rồi. Tiếp tục mình thêm di chuyển phía bên trên để mình xem tầng số 2. Ở tầng số 2 cũng có hai căn phòng và hai khu vực nhà vệ sinh riêng biệt. Phía sau thì cũng có các bạn đang chơi trong. Mình sẽ di chuyển vào căn phòng này để mình khám phá này. Căn phòng này sẽ được để trống và các thiết bị hệ thống đèn chiếu sáng cũng đầy đủ hết. Đá cũng được ốp cao. Phía ngoài này mình sẽ có những cái điểm nhấn và khu ngoài ban công. Với một điều là nếu mọi người về thích thêm những cái dàn hoa hoặc là mình sẽ trang trí những cái chậu hoa, chậu cảnh ở phía đằng trước này thì sẽ là rất là xinh tươi và sinh động cho căn nhà. Rất là đẹp ha mọi người ha. Không gian phía căn phòng này rồi. Tầng 1, tầng 2 mình khám phá rồi, bây giờ mình lên tầng 3 là khu vực sân thượng trước sau và phòng thờ trang nghiêm. Thế mình di chuyển lên trên. Tầng trên cùng cùng em mình di chuyển và phía bên trên thì cũng có một hệ thống lấy ánh sáng, lấy gió cho toàn bộ căn nhà để tạo sự thông thoáng cũng như là ánh sáng ha. Phía sau là khu vực nhà kho và phía sân sau. Mình có thể để những cái vật dụng mà không cần thiết mình sẽ để trên khu vực này và có thể là trồng thêm ít cây xanh ở bên trên này thì cũng tuyệt vời, giống như gia chủ mình cũng đang trồng một vài chậu cây. Một vị trí cực kỳ trang nghiêm của ngôi nhà đó là phòng thờ gia tiên, được xây dựng trên khuôn viên này.
phía trước của nhà mình này, thì ban công phía trước và có những cái điểm nhấn, điểm hoa này, toàn cảnh khu vực xung quanh. Mình nằm trong khu vực trung tâm của phường Thạnh Lộc, cách đường Hòa Huy Giáp chỉ có 1 km thôi. Vị trí thì rất là tuyệt vời rồi, gần những tiện ích. Vâng, cả nhà ơi, em đã giới thiệu cho cả nhà toàn cảnh căn nhà cũng như là mặt đường phía trước. Em xin nhắc lại một vài tiện ích của căn nhà này. Căn nhà có một diện tích là ngang 4, chiều dài lên tới 20 và có hướng đông nam, một trệt và 3 tầng lầu, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Khu vực xung quanh của mình là rất là nhiều tiện ích ha. Và đây anh Khánh cũng là chủ nhà của căn nhà. Em sẽ hỗ trợ hết mình cho những khách hàng cũng như là anh Khánh để bán nhanh được căn nhà này. Khi mà khách hàng yêu thích căn nhà này thì mình có thể liên hệ trực tiếp với anh Khánh với số điện thoại là bao nhiêu anh nhỉ? 0985018095. Vậy em xin nhắc lại số điện thoại của anh Khánh đó là 0985018095. Anh Khánh chủ nhà vui tính rất là dễ thương. Mọi người có những yêu cầu gì về hay là những tiện ích gì trong căn nhà này thì hãy cứ liên hệ trực tiếp với anh Khánh. Vâng, em xin cảm ơn và xin chào những khách hàng thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.